máy thổi bong bóng con hổ. Và hơi bẩn một xíu nhưng mà không sao. À, ôi ra nhiều ạ. Ôi ra rồi này. Ôi ôi. Ôi nhiều luôn. Ôi than nỏ quá đen hết luôn này. Tôi ăn đây. Ôi cả trứng này. Coi như là quay luôn. Đừng gì xin nha. Bây giờ dì sẽ nướng nhá. Xúc xích cháy rồi kìa. Ôi đen xin rồi. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Minh Khoa TV. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay là một ngày nghỉ chủ nhật. Trời rất là đẹp luôn này các em ơi. Đó, em Kem thì đang ngồi đây làm gì đây? Em ngồi đây Kem ơi. Cứ bỉnh tai lên. Chào các bạn ơi. Kem cũng biết chào các bạn luôn. Còn đây là Minh Khôi đang làm gì đây này? Các bạn ơi, mình đang xây nhà cho em Kem ơi. Xây nhà cho em Kem á? Đâu? Đâu mình xem nào. Đây này. Ôi, nhà gì mà sâu ở dưới cát thế này? Cho em Kem ở dưới này luôn thì em Kem lạnh lắm Minh Khôi ạ. Còn Minh Khôi thì đang làm gì đây? Cũng thấy đang đào một cái hang này. Con đang đào hầm để thám hiểm. Ui, thám hiểm xem phía dưới có gì đúng không? Nhưng mà mẹ bảo này, có vẻ như là chỗ này hơi ít cát. Hai anh em rất thích chơi cát đúng không? Vâng ạ. Bây giờ mẹ sẽ dẫn hai anh em đến một chỗ có nhiều cát hơn. Là ở đâu hả mẹ? Đó chính là bãi cát ở ngoài sông. Yeah. Này này, từ từ mẹ bảo. Ngoài chơi cát ra chúng mình còn tổ chức cắm trại luôn nữa. Hai anh em có thích không? Con có. Thế thì đi rủ thêm cả em Minh Trí nữa nhá. Chúng mình đi ra bãi cát chơi đi, chuẩn bị đồ đấy nào. Đi đi lên. Đi đi, Kem chỉnh nha, Kem chỉnh nha. Đây vào kho để chuẩn bị đồ nhá. Đây là kho chứa đồ nhà Minh Khoa này. Hơi bừa bộn các bạn ạ, à, tại vì có quá nhiều đồ quay ở đây. À đây đấy các bạn ơi. Gì đấy? Em chuột Hunter này. À đúng rồi, em chuột Hunter hai anh em nuôi ở đây này. Chúng mình có măng lèo không Minh Khoa nhở? Đi cắm trại thì tất nhiên là phải có lèo rồi. Mình đi chuẩn bị được chọn lèo nhá. Minh Khoa thích lèo màu gì mẹ lấy? Cho con lèo này đi. Ôi lèo đấy to lắm. Hai chúng mình chỉ sử dụng những cái lèo nhỏ nhỏ thôi. Chuẩn bị đồ xong rồi, bây giờ chúng mình sẽ đi siêu thị để mua thêm ít đồ ăn nhá. Đây là bãi cát, chúng mình sẽ cắm trại. Wow, các em ơi, một bãi cát siêu to khổng lồ. Wow, ở đây là em Minh Trí này. À, xin chào các bạn, và đây là đồ chúng mình sẽ mang đi cắm trại này. Ruby, chào các bạn nha. Còn đây là hai em Phương Vi và Thảo Vi. Hello. Hello. Và chúng mình sẽ mang đồ và di chuyển xuống phía dưới nhé. Wow, để đến được cái bãi cát cắm trại chúng mình phải vượt qua một rừng cây lau siêu rộng luôn này. Rất là cao các em ơi. Đây, ai sẽ sở hữu cái máy xúc siêu to khổng lồ này đây? À, không lấy máy xúc à? Không ai lấy máy xúc à? Mình chỉ nha. Thôi, mình chỉ cái máy xúc đi. Đây, rất nhiều đồ đây nhỉ, đồ cho đi chơi đồ nhãn. Đây, có hai cái xẻng nhỏ nhỏ xinh xinh. Đây, à con lấy cái này à? Ok. Đâu, ai lấy cái nào nào? Đây, Thảo Vi lấy cái này, Phương Vi lấy cái này nhá. Minh Khoa đang làm gì đây? Con đang xúc cát nè. Nhìn ô tô đến ơi. Bác ơi, cho tôi một xe. Yeah. Ok. Đợi mà nhá. Chị Du Vi định chở cát để đi xây gì đây? Để xây nhà đây các bạn ơi. Bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền để tôi trả tiền? 10.000 nào, đưa tay lên để giảm tiền. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Lần này có vẻ hơi đau của Minh Khoa vẫn cười đúng không? Nào, hai bác xúc vào đây cho tôi nào. Đúng rồi. Ôi, Phương Vi giỏi quá. Xúc tiếp đi nào. Nào, nào tiếp tục. Wow. Ôi,
Đây xe rồi, tôi đi đây. Rin rin rin. Wow, Phương Vi giỏi quá. Ôi, đây xe cát rồi đây Phương Vi ơi. Nào, xe cát đi nào. Nào Thảo Vi, xúc cát rồi xe nào. Đây là Thảo Vi nha các em ơi. Còn kia là em Phương Vi. Đó, em Phương Vi và em Thảo Vi là hai chị em sinh đôi đấy. Phương Vi là chị, còn Thảo Vi là em. À xúc xúc à. Các em ơi, nếu như mà được ra chơi một bãi cát to như thế này thì các em thích chơi trò gì? Còn mọi người ở đây có rất nhiều trò để chơi các em nha. Như chị Ruby. Chị Ruby đang vẽ gì đây? Đố các bạn biết mình đang vẽ gì? Hả? Bí mật nha. Đây là một nhân vật rất là nổi tiếng mà bạn nhỏ nào cũng thích. Minh Khôi chạy luôn đến để xem này. Minh Khôi có đoán được là nhân vật gì không? Một nhân vật có một chiếc túi thần kỳ. Em ơi, ở phía trên cát này chị thấy có một cái hình này, hình một em bé, không biết là ai vẽ đây. Minh Khôi à? Minh Khôi là họa sĩ của tác phẩm này đúng không? Đây là nhân vật nào đây? Minh Chí. Ai cơ? Minh Chí. Minh Chí. Minh Chí đây sao? Này các em ơi, đây là Minh Chí này. Còn đây là hình Minh Chí mà anh Minh Khôi vẽ. Các bạn ơi, mình đang vẽ chị Ruby này. Chị Hương Gà Vy ở bé chị Ruby. Chị Ruby đây các em ơi, đâu chị Ruby, chạy đến đây xem nào. Ôi, chị Ruby bảo sao quá là xinh luôn. Các em ơi, em có thấy giống chị không? Chị chả thấy giống tí nào. Chị Hương Gà Vy vẽ xấu quá. Chị xinh hơn mà đúng không em? Chị vẽ đẹp mà. Đây này, hai cái mắt nha, cái mồm nha, áo này. Ai mà chẳng có cái đấy à chị Hương Gà Vy? Không phải chị đâu, chị không nhận đâu các em ơi. Không. Hay là tác phẩm này là của em Phương Vi đi. Hả? Phương Vi nhá, Phương Vi nhận không? Phương Vi nhận không? Còn không. Phương Vi cũng không nhận. Hồi tác phẩm này ế mất rồi các em ơi. Các em nhìn xem có giống chị Ruby không? Các em nhớ để lại bình luận phía dưới cho chị biết nhá. Đôi chị em tình thương mến thương này các em. Bàn tay của nhân vật nào đây? Chúng mình cùng xem khuôn mặt của nhân vật đó. Chính là Hootie Gootie. Các bạn thấy mình vẽ đẹp không? Ai Minh Khôi? Hả? À, cái gì? Hả? Minh Khoa, vẽ anh à? Vâng ạ. Sao lại đầu chọc thế này? Em quên. Ui, tóc lại dựng đứng nghe lên rồi. Đấy là cái gì à Minh Chí? Cửa đúng không? Nhà của anh Minh Khoa đấy. Yeah. Đây là ngôi nhà của anh Minh Khoa này, còn có cả cái cây nữa này. Ô, Phương Vi cũng đến xem à? Các em ơi, đây chính là hình nhân vật Doraemon mà lúc đầu chị Ruby nói là chị Ruby vẽ đấy. Nani? Và sau đó chắc phát hiện ra là không thấy giống, cho nên chị Ruby đã di chuyển ra một vị trí khác rộng hơn, đẹp hơn và đang vẽ lại này các em. Xong rồi, đây là Doraemon của chị. Đấy các em ơi, chắc là chị Ruby sợ mọi người không nhận ra Doraemon cho nên là đã phải viết hẳn tên ra này. Bây giờ chúng mình cùng xem có giống không nha. Đó là cái mặt nha các đây em nha. Đây là hai mắt này. Đây là cái mũi thẳng dài xuống lôi với cái mồm luôn. Và đây là râu. Cái bụng thì hơi to các em ạ. Chắc là Doraemon này vừa mới ăn no xong. Không phải đâu. Đấy là chiếc túi thần kỳ to đấy các em ạ. À, chắc là chứa nhiều bảo bối lắm đúng không chị Ruby? Đúng rồi. Giống lắm. Em ơi, Minh Chí bảo đây là giống như vào Doraemon. Các em có thấy giống không? Còn chị là không thấy giống đâu. Còn đây là tác phẩm Hootie Gootie hoàn chỉnh của Minh Khoa. Bạn Hootie Gootie này của Minh Khoa là chị thấy giống này. Các em ơi, với những tác phẩm vừa nãy mà các em xem, tác phẩm Doraemon của chị Ruby, tác phẩm Hootie Gootie của Minh Khoa, tác phẩm chị Ruby và chị Hương Gabi vẽ này, còn Minh Khôi đó chính là tác phẩm Minh Chí và Minh Khôi và cả Minh Khoa nữa. Các em thấy ai là người vẽ đẹp nhất thì nhớ để lại bình luận phía dưới cho chị biết nha. Mình chẳng gọi cho chị nữa. Chị gọi cho mình này, của mình đẹp hơn các bạn ơi. Không, Doraemon của mình mới đẹp chứ.
Đâu phải nghe nữa. Các bạn ơi, đứng vẽ một lúc mỏi chân quá. Đây, mình phát hiện ra có cái ghế để mình ngồi này. Yeah. Đấy, cái gốc cây các bạn này. Nhìn cái gốc cây này, nó giống y hạt như là cái gốc cây ấy. Cây này, nó giống y hạt như là cái gốc cây ấy. Ai hốt thì mà. Các bạn ơi, bây giờ sẽ là thổi bóng bóng. Mình mang rất nhiều cái để thổi bóng bóng này. Đấy, đi theo mình nhá. Doraemon nó phải như này chứ các bạn nhỉ? Yeah. Hả? Đây là cây thổi bóng bóng công chúa này. Mình lấy ra nha. Ôi, siêu đẹp các em ơi. Đây đây. Cái này phù hợp với hai MV. Mình sẽ lắp vào để cho hai MV chơi nhá. Mình là bong bóng cá mập. Đây là máy thổi bong bóng con hổ. Bạn hơi bẩn một xíu nhưng mà không sao. Ôi ra nhiều bạn ơi. Ôi ra rồi này. Ôi ôi. Ôi đẹp quá luôn. Đẹp quá. Đâu của Minh Khoa này. Ui. Đấy, Minh Khoa sẽ hướng dẫn cho em chơi nhá. Đặt máy tay nha. Đấy. Wow. Em Bubi cũng biết chơi này. Wow, xịn quá Bubi ơi. Chơi có quên dựng làng các bạn này. Bây giờ mình phải đi ra dựng làng. Là con gì đây? Mình đã phát được luôn này các em. Gấu. Nhà con gấu. Chơi xong rồi phải rửa tay thật là sạch thì mới được ăn nha. Rồi mình thì được rồi. Các bạn ơi, mình đang nhóm lửa để nướng đồ đây. Vui lên lửa ấm. Đây có xúc xích này các bạn ơi. Quý. Có cả cá viên chiên và cả thịt chiên. Đây là những món đồ vừa nãy Minh Khoa đi mua đây. Các em ơi, bây giờ mới bắt đầu có ít gió này. Và Minh Khoa bắt đầu thả diều. Không biết có lên nổi không. Các bạn ơi, mình chạy mệt quá mà diều nó mãi không lên các bạn ạ. Các bạn ơi, Minh Khoa không thả lên được. Nhưng mà chị Hương Gabi đã thả được diều lên rồi kìa. Hết dây rồi các bạn ạ. Ôi, diều cao, mày bay cái cao trên kia. Máy bay cao rộng thả diều thích quá bạn ơi. Xong rồi kêu chị Hương Gabi hỗ trợ nào. Mình coi vẫn chưa biết cách thả diều các em ạ. Chị sẽ ngồi đây nướng đồ ăn, còn mọi người sẽ đi tìm thêm đồ ăn. Ê, sắp thơm rồi đấy các em ơi. Mình coi đào gì đấy? Cứ thử đào lên đi. Ừ rồi, cứ thử đào xung quanh cái bụi cây này xem có cái gì không. Hả? Nó cứ lồi lồi. Đâu. Cái gì đây? Ô, có khoai kìa. Một củ khoai. Một củ khoai luôn. Sao trên này có khoai đấy nhở? Cái gì đấy Minh Khôi? Trên này cũng có một củ khoai này. Đây là chúng mình tìm được hai củ khoai các em ơi. Thử xem cho Minh Khôi còn củ nào không? Kỳ lạ thật sự luôn, không thấy có dây khoai nào mà lại có khoai ở đây. Minh Khôi lại tìm tiếp ở bên cái bụi cỏ bên này này, không biết là có gì không. Gì đấy Minh Khôi? Khoai. Có 3 củ khoai các em ơi. Từ Minh Khôi ơi. Từ chân Minh Khôi có gì này. Ôi xíu chút nữa thì Minh Khôi dẫm vào quả trứng. Chỗ này cũng có một quả trứng à. Thì phải tìm tiếp thôi. Tìm tiếp đi Minh Khoa ơi. Các bạn ơi, có thể là có đàn vịt nào đó đi ra đây này, nó đẻ trứng ở đây này. Trời ơi, tìm được nhiều đồ ăn quá.
tìm mãi mà không thấy gì đâu mẹ ạ. Thế là chúng mình mang cái khoai này với chỗ trứng này mang về nướng rồi đã nhá. Trời sắp tối rồi, không cần tìm nữa. Như thế này là đã quá nhiều đồ ăn rồi. Ôi, than nỏ quá đen hết rồi này. Đồ ăn đây. Ôi, cả trứng này. Coi như là quay luôn, đừng gì xin nha. Bây giờ dì sẽ nướng nhá. Cháy rồi kìa. Ôi, đen xong rồi. Ôi, nhanh cháy quá. Các bạn ơi, đi cắm trại kiểu này thích quá đi. Yeah. Vừa được chơi, vừa được ăn nữa. Đồ ăn chín rồi, và ăn rồi. Đây. Wow. Tương ớt, tương cà. Dì sẽ lấy cái này. Wow, Phubi ăn nha. Ôi ôi, dán vào chứ. Phubi rồi. Đây. Ngon. Ui, ngon quá. Ngon quá. Vi ăn nha. Phương Vi ăn nha. Phương Vi. Ăn. Ngon không? Ngon thế nào nhỉ? Ngon nào nhỉ? Chính xác ngon. Đấy, một ít thôi. Ăn hết đồ nướng kia, ở đây vẫn còn trứng nướng này. Và cả khoai nướng nữa thêm ạ. Trứng nướng đây các bạn ơi. Ngon quá. Ngon. Yeah. Chín hết rồi này. Bóc một củ khoai nướng nha. Củ khoai này ai sẽ ăn đây? Ôi, bên trong vàng ươm luôn. Ôi, các bạn ơi, nhìn này. Nhưng mà nóng quá. Ôi, ngon quá. Mình khoai. Con xin. Đây, đây mình thôi. Nha. Yeah. Các bạn ơi, khoai nướng củ nha. Ngon quá các bạn ạ. Mình phải ăn hết củ khoai này để cho no luôn. Bóc khoai xong nên xí hết tay các bạn ạ. Ngon quá. Các bạn ơi, trời tối rồi, dọn đồ để đi về thôi. Đi về thôi. Hôm nay mọi người đã có một buổi cắm trại rất vui các bạn ạ. Ra ngoài bãi cát này chơi vừa thoáng vừa có nhiều trò để chơi đúng không Minh Khoa? Vâng ạ. Còn được ăn ngon nữa kìa. Bây giờ chúng mình sẽ dọn đồ và đi về nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn. Chào tạm biệt.